Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Sẽ lại gặp nhau trong bài học tiếp theo, chia sẻ những cái kiến thức, những kinh nghiệm làm khuyến mại trong lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh. Tôi đặc biệt là nhấn mạnh vào lĩnh vực bán lẻ. Tên tôi là Phan Anh, chắc là chúng ta đã biết nhau quá lâu rồi. Xem đến cái video này thì chắc là cũng chán rồi đúng không ạ? Ok, vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị thêm 3 cái tuyệt chiêu khuyến mại nữa mà rất là mới, rất là hay, tôi đã nghiên cứu ra, tôi đã tổng hợp ở trên các cái trang mạng ở nước ngoài cho các anh chị, bằng cách là tôi xem rất là nhiều những cái cuốn sách nói về promotion, sale up, hoặc là những cái website họ làm như thế nào. Thì cái khuyến mại này tôi gọi nó là chiến lược khuyến mại, là cá nhân hóa khách hàng. Đấy, tức là chúng ta sẽ tung ra một chiến lược khuyến mại theo cái hướng là cá nhân hóa. Thì cá nhân hóa khách hàng tức là mỗi một cái nhóm khách hàng hoặc là mỗi một khách hàng sẽ được hưởng một cái chương trình khuyến mại là khác nhau. Đấy, khác nhau được chưa? Các bạn có thể là sẽ tung ra khuyến mại theo tên của khách hàng. Khách hàng tên là A thì mới được hưởng khuyến mại, khách hàng tên là B là không được hưởng. Được chưa? Khuyến mại theo tuổi của khách hàng, ví dụ như khách hàng 20 tuổi được khuyến mại 20%, khách hàng 30 tuổi được khuyến mại 30%. Khách hàng 50 tuổi được khuyến mại 50%, đúng không ạ? Thế mà khách hàng 90 tuổi được khuyến mại 90% thì kinh khủng. Đấy. Thế rồi thì các bạn có thể khuyến mại theo ngày sinh nhật của khách hàng, đúng không ạ? Ngày sinh nhật thì mới được khuyến mại, còn ngày không sinh nhật không được khuyến mại. Những cái thứ như vậy nó gọi là gì? Là cá nhân hóa khách hàng, đúng không ạ? Facebook có thể cho phép chúng ta quảng cáo và khai thác đến những người mà có sinh nhật, bởi vì Facebook là cho phép nhắm chọn như vậy. Nếu như bạn mà bán bánh sinh nhật, bánh gato ấy, thì bạn có thể chạy quảng cáo đến cho những người sinh nhật, họ có thể mua bánh về cho gia đình, cũng rất là hay. Thế rồi khuyến mại theo giới tính của khách hàng. Ví dụ như là chương trình này tôi khuyến mại dành riêng cho nữ giới, chương trình này tôi khuyến mại dành riêng cho nam giới. Thậm chí là tôi có thể gây sốc bằng cách là tôi khuyến mại cho dành riêng cho cộng đồng LGBT, đúng không ạ? Hoặc là tôi có thể khuyến mại theo tình trạng hôn nhân của khách hàng. Thí dụ như là lần này tôi làm chương trình khuyến mại cho mẹ đơn thân. Tất cả các mẹ đơn thân mua quần áo, thời trang của thương hiệu Phan Anh, đúng không ạ? Sẽ được giảm giá 30% tuần lễ của mẹ đơn thân, đúng không ạ? Tuần lễ của bố đơn thân. Đấy, thì ý tôi là như vậy, đúng không ạ? Hay là tuần lễ của các gia đình hạnh phúc. Thế rồi thì khuyến mại theo tình trạng là số con của gia đình, đúng không ạ? Ví dụ như là có một con thì được khuyến mại 30%, hai con được khuyến mại 50%, ba con được khuyến mại 60%, ví dụ như thế, đúng không ạ? Rồi thì khuyến mại theo vấn đề học hành của con cái của khách hàng, ví dụ như là đợt này là chúng ta tung ra giảm giá 30% cho học sinh của trường X, đúng không ạ? Hay là 40% cho học sinh của trường Y nếu như sản phẩm của chúng ta hướng tới trẻ em hay là hướng tới phụ huynh. Ok, các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng. Thế rồi thì khuyến mại theo nơi ở, ví dụ như đợt này tôi sẽ chạy khuyến mại cho chung cư X, chung cư Y, chung cư Z, đúng không ạ? Chẳng hạn như khách hàng của Vinhome thì sẽ được giảm giá 30%, khách hàng của FLC sẽ được giảm giá 40%, khách hàng của Cang Nam khuyến mại 50%, tôi giả sử như thế. Đấy là cái ý tưởng mà tôi gọi nó là khuyến mại theo cái nơi ở, đúng không ạ? Khuyến mại theo nơi ở, đặc biệt là cư dân của các chung cư rất là tốt. Thậm chí như là các bạn có thể tung ra những cái chương trình khuyến mại rất là sốc, chẳng liên quan gì, rất là lạ, rất là dị, đúng không ạ? Sốc độc lạ, dị. Thì tí nữa ta sẽ có một cái bài học nói riêng về cái đó. Ví dụ như khuyến mại liên quan đến thời tiết, đúng không ạ? Khuyến mại mua một lít bia tặng một lít xăng, vân vân. Đấy, thì tôi đánh giá cái hình thức khuyến mại theo chiến lược là cá nhân hóa khách hàng là một trong những cái chiêu thức, một trong những cái chiến lược, một trong những cái tuyệt chiêu giúp các anh chị có thể đẻ ra được những cái chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn và khách hàng cảm thấy rất là thú vị, được chưa? Vấn đề là các anh chị suy tư như thế nào về chuyện đó thôi, có áp dụng hay không thôi. Chiến lược số 44 là, đấy là tôi gọi nó là chiến lược khuyến mại là đổi cũ lấy mới. Đổi cũ lấy mới nhé, nó không phải là mua một tặng một mà là đổi cũ lấy mới. Ví dụ như bây giờ bạn đang dùng iPhone 7, mà bây giờ đây là iPhone 7 Plus, đúng không ạ? Và bây giờ nó ra iPhone 8 rồi, thậm chí là nó ra iPhone xoạc rồi, đúng không ạ? Thế thì
Bây giờ tôi dùng iPhone 7 vẫn rất là ngon, vẫn rất là mới, tôi mới mua mà. Tôi đổi từ 6 đến 7, bây giờ tôi chưa có nhu cầu tăng. Thế trong khi đó là nhà sản xuất, nhà bán lẻ thì muốn kích cầu, đúng không ạ? Muốn kích cầu thì bây giờ phải chơi là gì? Đổi cũ lấy mới, bằng cách nào? Mua lại cái sản phẩm cũ này của tôi với giá cao, xong đó bán cái sản phẩm mới với giá thấp, thì tôi bù thêm tiền vào thì tôi sẽ mua được sản phẩm mới. Đấy là cách mà bạn muốn gọi là đổi cũ lấy mới, đúng không ạ? Nhiều lắm, Apple cũng sử dụng cái phương pháp này, rất nhiều nhà bán lẻ sử dụng cái phương pháp này. Và trong cái lĩnh vực mà những cái sản phẩm mà người ta lâu, cái vòng đời của sản phẩm nó lâu hoặc là độ bền của sản phẩm nó lâu, thì chúng ta phải sử dụng những chiêu này thì mới kích cầu được. Chúng ta mới kích cầu được, chúng ta mới giúp khách hàng ra quyết định mua. Ví dụ như tôi chẳng hạn, đúng không ạ? Tôi bây giờ tôi cũng muốn mua iPhone 8 hoặc là mua iPhone X, nhưng tôi thấy nó cũng chẳng cần thiết, bởi vì điện thoại của tôi vẫn rất là mới, rất là xịn. Thế tôi chưa có nhu cầu. Thế bây giờ muốn tôi có nhu cầu thì phải kích thích tôi, đúng không ạ? Thì đó chính là cái chiến lược tôi nói. Hoặc là một câu chuyện rất là thành công của hãng giày dép trẻ em Crowdspace, đúng không ạ? Thì tôi quan sát thì hãng này, đúng không ạ, là một cái hãng mà có một cái chương trình đổi cũ lấy mới rất là hay. Đó. Cứ khách hàng mua sản phẩm của Crowdspace, cái chuỗi bán lẻ thời trang trẻ em gồm có giày dép và quần áo, Crowd tức là cái vương miện, Space là không gian ấy. Đấy. Thì cửa hàng này là một năm là có một cái chương trình là đổi cũ lấy mới hàng năm luôn, vào tháng 5 và tháng 10. Thì họ luôn luôn là gì ạ? Mua lại hoặc là nhận lại những cái sản phẩm cũ của khách hàng đã đi trước đó với một cái mức giá là bao nhiêu phần trăm đó, sau đó quy đổi ra tiền và bán cái sản phẩm mới cho khách hàng. Thì đây cũng là một trong những cái chương trình khuyến mại mà rất là hay để các bạn có thể áp dụng trong quá trình kinh doanh của mình, đúng không ạ? Rồi thì tuyệt chiêu khuyến mại số 45, tức là tuyệt chiêu khuyến mại số 3 trong bài học này, tôi gọi nó là chiến lược khuyến mại là bán lạc kèm bia. Tức là mình bán cái sản phẩm giá trị nhỏ nhưng mình lại tặng cái sản phẩm giá trị rất cao. Bán lạc kèm bia, bình thường thì chúng ta hay bán bia tặng lạc, nhưng bây giờ chúng ta làm điều ngược lại, làm điều ngược lại là bán lạc kèm bia. Ví dụ tôi nhớ là ngày trước có một cái chương trình khuyến mại rất là hay, đấy là mua ốp lưng điện thoại để tặng iPhone nha. Bình thường thì mua iPhone tặng ốp lưng thì chúng ta thấy nó rất là bình thường rồi, ai cũng thấy điều đấy là hiển nhiên. Nhưng bây giờ là mua ốp lưng mà tặng iPhone, tất nhiên nó phải là gì? Bốc thăm trúng thưởng may mắn. Đó. Thì đấy, cái chương trình tôi gọi nó là bán lạc kèm bia. Thì các bạn có thể lên Google search cái từ khóa là bán lạc kèm bia, chiến lược khuyến mại bán lạc kèm bia, các bạn làm theo nhá. Bán lạc kèm bia khuyến mại, ok. Các bạn có thể tìm cái từ khóa này thì nó sẽ ra một cái bài viết ở trên cái trang zing.vn, đúng không ạ? Trên cái trang zing.vn có nói chuyện về một cái cửa hàng thời trang, một cái cửa hàng thời trang họ đã tung chương trình khuyến mại khai trương áp dụng theo chương trình bán lạc kèm bia rất là thành công. Thì cái chương trình đó thì là do tôi tư vấn cho cái chủ cửa hàng này. Bạn chủ cửa hàng này chính là học trò của tôi, học viên của tôi, học các cái chương trình Facebook marketing trước đó. Vâng. Thì cái bí quyết, cái mấu chốt của vấn đề ở đây là gì? Bạn là bán cái sản phẩm giá trị nhỏ và bạn tặng cái sản phẩm giá trị to. Và bạn đưa ra những cái chương trình để thu hút khách hàng. Làm sao người ta cảm thấy nó rất là sốc, rất là khủng khiếp. Thì người ta sẽ rất là thích thú, đúng không ạ? Vâng, đấy là ba cái chiến lược mà tôi chia sẻ với các bạn trong video này. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo, trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ạ.